này thiện hiện đại bồ tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa chẳng chấp trước tám giải thoát cho đây là tám giải thoát tám giải thoát này thuộc kia cũng chẳng chấp trước tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ cho đây là tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ này thuộc kia này thiện hiện đại bồ tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa chẳng chấp trước bốn niệm trụ cho đây là bốn niệm trụ bốn niệm trụ này thuộc kia cũng chẳng chấp trước bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo cho đây là bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo này thuộc kia này thiện hiện đại bồ tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa chẳng chấp trước pháp môn giải thoát không cho đây là pháp môn giải thoát không pháp môn giải thoát không này thuộc kia cũng chẳng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cho đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện này thuộc kia này thiện hiện đại bồ tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa chẳng chấp trước năm loại mắt cho đây là năm loại mắt năm loại mắt này này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước sáu phép thần thông, cho đây là sáu phép thần thông, sáu phép thần thông này thuộc kia, này thiện hiện. Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước mười lực Phật, cho đây là mười lực Phật, mười lực Phật này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, cho đây là bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng này thuộc kia. Này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước pháp không quên mất, cho đây là pháp không quên mất, Pháp không quên mất này thuộc kia cũng chẳng chấp trước tánh luôn luôn xả cho đây là tánh luôn luôn xả tánh luôn luôn xả này thuộc kia này thiện hiện đại bồ tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa chẳng chấp trước trí nhất thiết cho đây là trí nhất thiết trí nhất thiết này thuộc kia cũng chẳng chấp trước trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cho đây là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng Chí đạo tướng, trí nhất thiết tướng này thuộc kia. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước tất cả pháp môn đà la ni, cho đây là tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn đà la ni này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước tất cả pháp môn tam ma điệm, cho đây là tất cả pháp môn tam ma điệm, tất cả pháp môn tam ma điệm này thuộc kia.